Xin kính chào quý khán giả của VTV Canada. mời quý vị theo dõi phần tin ngày thứ tư, 31 tháng 10 với những bản tin đáng chú ý như sau. Cơ hội làm ăn mở rộng cho công ty chế tạo máy bay Bombardier. Theo những tin tức loan báo hôm thứ Sáu ngày 26 tháng giêng các thành viên trong ủy ban đặc trách về ngoại thương Hoa Kỳ, the US International Trade Commissioner đã bỏ phiếu với tỷ lệ 4-0 trong việc phán quyết là công ty Bombardier của Canada không có nguy hại đến công ty Boeing trong việc công ty Bombardier bán những phi cơ chở hành khách loại trung C-Series. Quyết định này đã giúp cho công ty Bombardier không phải chịu thuế 300% từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Nhiều chuyên gia tài chính đã ca ngợi quyết định của Ủy ban đặc trách ngoại thương Hoa Kỳ đã không bị áp lực của ông Trump và chính quyền Mỹ khi cho là công ty Bombardier đã gây nguy hại đến công ty Boeing của Hoa Kỳ. Những loại phi cơ mà công ty Bombardier chế tạo là những loại phi cơ hạng trung chở từ 100 hành khách đến 130 hành khách, trong khi công ty Boeing chế tạo những loại phi cơ chở từ 200 hành khách trở lên. Theo bà Chrystia Freeland, tổng trưởng ngoại giao Canada, thì quyết định của ủy ban đặc trách ngoại thương Mỹ là một quyết định quan trọng giúp cho sự phát triển kinh tế của cả Hoa Kỳ và Canada và giúp cho giới trung lưu ở cả hai quốc gia có thêm công an việc làm với số lương hậu hĩnh. Mới đây công ty Bombardier đã hợp tác với công ty Airbus để thiết lập một cơ sở làm phi cơ ở Hoa Kỳ chế tạo loại phi cơ C-Series cho thị trường Mỹ. Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chính, thì thị trường Mỹ đã mở rộng cửa cho công ty Bombardier. Công ty Delta Airlines của Hoa Kỳ đã thỏa thuận mua 75 phi cơ CS-100. Và những chiếc máy bay này sẽ được bàn giao cho công ty Delta vào mùa thu năm nay. Nghi can Bruce MacArthur vừa bị buộc thêm 3 tội giết người ở trường hợp gia trọng. Trong hôm thứ Ba ngày 29 tháng Giêng, Sở Cảnh sát thành phố Toronto đã loan báo là buộc nghi can Bruce MacArthur 66 tuổi thêm 3 tội danh giết người ở trường hợp gia trọng hay ở cấp độ 1. Như thế, nghi can này đã bị buộc tội giết 5 người mà phần lớn những người này là những người đồng tính, nghi can Bruce MacArthur có thể là kẻ giết người hàng loạt liên quan đến nhiều cái chết của những người đồng tính và những người homeless trong vùng thủ phủ Toronto từ năm 2010 cho đến nay. Trong cuộc họp báo hôm thứ ba, các thám tử của sở cảnh sát thành phố Toronto cho biết là họ tìm thấy hai cốt của ba nạn nhân được giấu bên dưới những lớp đất của những chậu cây lớn để trong nhà kho. Nghi can MacArthur là người hành nghề làm vườn tư nhân ba bộ hài cốt chưa được xác định danh tính. Nhưng người ta nghĩ có thể là những hài cốt của ba người bị mất tích trước đây là các ông Maji Kehan, Soro Mamudi và Dean Solowick. Thám tử Hans Itzinga của Sở Cảnh sát thành phố Toronto cho là có thể có nhiều nạn nhân đã chết dưới tay của kẻ giết người hàng loạt Arthur mà cơ quan này đang tiếp tục cuộc điều tra. Cũng theo thám tử Hans Itzinga, thì sở cảnh sát thành phố đã huy động 100 nhân viên và thám tử trong cuộc điều tra tìm kẻ giết người hàng loạt này. Theo bản tin của đài CTV, thì các thám tử cũng tìm thấy những hình ảnh của nạn nhân tại tư gia của nghi can mặt Arthur. Trước đó, nghi can mặt Arthur đã bị buộc tội giết người ở trường hợp gia trọng trong chuyện mất tích của hai nạn nhân Andrew Kinsman, 49 tuổi và Salim Asan 44 tuổi, là hai người đồng tính sống ở khu vực đường George của thành phố Toronto. ông Doug Ford tuyên bố ra tranh cử chức thủ lãnh đảng bảo thủ cấp tiến. Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ Ba ngày 29 tháng Giêng, tại căn hầm của nhà ba mẹ ông Doug Ford đã tuyên bố là ông sẽ ra tranh chức thủ lãnh đảng bảo thủ cấp tiến tỉnh bang Ontario. Ông Doug Ford là anh của cố thị trưởng thành phố Toronto, Rob Ford. Theo lời ông Doug Ford, thì ông ra tranh cử để cứu đảng bảo thủ cấp tiến khỏi bàn tay của những chính trị trưởng giả. Hai anh em nhà Ford cũng là những chính trị gia triệu phú thừa hưởng gia tài của bố để lại. Những người giàu có ngoại quốc mua nhà để trống, để dân già sẽ có quốc tịch Canada. Theo bản công bố của ông David Lesperance, một tham vấn của công ty tham vấn về thuế khóa và di dân and Associate thì có rất nhiều người giàu, nhất là những người Trung Quốc, đã lợi dụng những kẻ hở của luật pháp Canada, bỏ tiền mua nhà ở Canada nhưng không tới cư ngụ mà người ta gọi là những di dân ma, với mục đích có điều kiện để trở thành công dân Canada. Ông Les Perins cũng nêu lên một trường hợp là chuyện một nhà triệu phú Trung Quốc, Go Wing Fu, mua một căn nhà trị giá hàng triệu đô la ở thành phố Vancouver, nhưng khi khai thuế thì khai là ông chỉ kiếm được vỏn vẹn 97 đô la trong một năm. Theo nhà tham vấn Les Perrin, thì những nhà đầu tư ngoại quốc đã lợi dụng kẻ hở luật pháp Canada, mua nhà ở Canada để làm một chứng cớ là họ sinh sống ở Canada trong nhiều năm, đóng thuế nhà để sau đó sinh vào quốc tịch Canada. Cũng theo ông Les Perrin, thì với những nhà đầu tư ma này đã khiến cho giá nhà cửa ở các vùng đại thủ phủ Vancouver, Toronto và Montreal gia tăng mạnh mẽ trong những năm qua. Ông Lasparen cũng kêu gọi chính quyền liên bang phải có những biện pháp đối với những kẻ lợi dụng việc mua nhà để tìm cách trở thành công dân Canada. Thêm một chức sắc của Đảng Bảo thủ cấp tiến từ chức vì những tố cáo xâm phạm tình dục. Sau khi ông Patrick Brown, thủ lãnh Đảng Bảo thủ cấp tiến PC, phải từ chức vì có hai phụ nữ tố cáo ông này đã xâm phạm tình dục họ. Khi ông Brown còn là dân biểu liên bang thì trong ngày Chủ nhật vừa qua 27 tháng Giêng, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ông Patrick Brown từ chức, thêm một chức sắc của đảng BC tỉnh bang Ontario cũng đã đệ đơn từ chức ông Rick Kistra, Chủ tịch đảng bảo thủ cấp tiến tỉnh bang này. Trong đơn từ chức, ông Distra chỉ nói là ông muốn tránh ra những người khác có khả năng dẫn dắt đảng PC trong cuộc tranh cử sắp diễn ra. Tuy nhiên, theo tin của báo McClain, thì lý do ông Distra từ chức là có một phụ nữ làm việc dưới quyền của ông này khi ông còn là dân biểu liên bang vào năm 2014 đã lên tiếng tố cáo là ông này đã xâm phạm tình dục cô ta. Bắn đảng tội ác ở vùng đại thủ phủ Vancouver bắn giết lẫn nhau, giành địa bàn hoạt động theo những tin tức loan báo hôm thứ Hai ngày 28 tháng Giêng, thì các cơ quan an ninh trong vùng đại thủ phủ Vancouver và những vùng khu vực kế cận trong vùng Lower Mainland ở tỉnh bang British Columbia đã nỗ lực tìm cách dẹp yên những làn sóng giết người đang diễn ra giữa các băng đảng tội ác. Những vụ bắn giết thanh toán giữa những băng đảng đã làm thiệt mạng một thiếu niên vô tội mới đây. Em Alfred Wong, 15 tuổi, đã bị chết vì lạc đạn khi chiếc xe chở em trong thành phố Vancouver đã chẳng may chạy vào vùng đang có những vụ bắn lộn. Một trong những tay băng đảng cũng bị bắn chết trong vụ này là ông Kevin Whitside. Cuộc chiến băng đảng ở vùng đại thủ phủ Vancouver hiện đang diễn ra giữa hai băng đảng tội ác chính là băng Bò Cạp Đỏ và băng Liên Hiệp Quốc. Ông Bộ trưởng An ninh Công cộng tỉnh bang BC, ông Mike Fenworth cho các cơ quan an ninh đang tìm mọi cách để dẹp những băng đảng tội ác này. Băng bò cặp đỏ gồm những tay anh chị như anh em nhà Grewal, anh em nhà Can và anh em nhà Dawal, những di dân gốc Ấn Độ, Á Châu. Trong khi những tay băng đảng của Liên Hiệp Quốc đã bao gồm những di dân gồm nhóm Senhu, Sidhu, hàng loạt những chức sắc trong hai băng đảng này đã bị thanh toán trong các cuộc đỏ súng giữa hai thành viên băng đảng này trong những năm qua. Hai anh em của tay băng đảng Sirgu là Nadeb 24 tuổi và Haman Mangat 22 tuổi đã bị bắn chết trong tháng Giêng năm 2017. Mới đây một trong những thủ lãnh của đảng bò cạp đỏ là ông Gravender Grewal mới ra khỏi tù và sống trong căn chung cư trên nóc của một cao ốc chung cư. Trong tháng 9 năm ngoái 2017, một sát thủ đã lẻn vào được căn cao ốc có nhân viên an ninh canh phòng này lên tận cao ốc Penthouse để bắn chết tay anh chị Grewal. Lối dẫn từ xa lộ Gardiner vào các đường York Bay và John đã mở cửa trở lại. Trong hôm Chủ nhật ngày 27 tháng Giêng, ông thị trưởng thành phố đã khánh thành việc mở cửa lại lối dẫn từ xa lộ Gardiner vào trung tâm thành phố Toronto qua các đường York Bay và John. Lối vào này đã tạm đóng cửa cho việc tân trang lại từ 9 tháng qua, và đây là lối vào chính dẫn đến trung tâm thành phố. Việc đóng cửa lối vào này trong 9 tháng qua đã gây nhiều trở ngại cho những người phải đi đi về về vào trung tâm thành phố. Trước đây, lối vào những con đường dôi là một lối vào có đường quẹo rất gắt, được thiết kế từ hàng chục năm qua và đã gây nhiều tai nạn nhất là trong những ngày tháng mùa đông khi con đường trơn trượt. Ngoài việc sửa lại lối vào, chính quyền thành phố còn cho nới rộng đường Harbour Street từ 3 lane thành đường 4 lane từ khúc đường Lower Simcoe đến Bay Street. Chi phí cho việc tu sửa lối vào đường York đã lên đến 30 triệu đô la và là một phần của tổng chi phí 700 triệu đô la mà thành phố Toronto cho tu sửa lại hệ thống đường xá cầu cống trong thành phố trong ngân sách của năm 2017. Lối vào các đường York, Bay và John đã được thiết kế với những kỹ thuật mới có hệ thống tự động phun hơi làm tăng băng trên mặt đường của lối vào này. người đàn ông Trung Hoa bị buộc tội giết chết người trong vụ một người đàn bà bị mất tích. Trong hôm thứ Hai ngày 28 tháng Giêng, cảnh sát vùng Peel tại vùng thủ phủ Toronto đã buộc tội một người đàn ông 50 tuổi gốc Trung Hoa về tội giết chết người có liên quan đến việc mất tích của một phụ nữ Á Châu. Nạn nhân là bà Dung Jing Pan, 40 tuổi, bị mất tích vào ngày 5 tháng Chạp năm ngoái 2017. Bà Penn cư ngụ tại một tư gia trong khu vực đường Hill Ontario Street và Ceremonial Drive trong thành phố Mississauga và cho đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy tung tích. Tuy chưa tìm thấy xác của nạn nhân, nhưng cảnh sát đã có nhiều chứng cớ buộc nghi can sau Fenhan về tội giết người và nghi can đã bị bắt, giữ chờ ngày ra tòa. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Canada ngày 31 tháng Giêng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin quý vị đừng rời màn hình chương trình sẽ được trở lại với bản tin thế giới ngay sau phần thông tin của các nhà bảo trợ cho chương trình